Quý vị và các bạn thân mến cùng chuyển sang một thông tin giáo dục đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vừa ban hành hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021. Theo đó, bộ đã chốt thời gian thi diễn ra trong 2 ngày và dự kiến sẽ là ngày 7 và ngày 8 của tháng 7 năm 2021.